Sáng ngày 5 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Huyến, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân và tặng hoa chúc mừng tại trường Trung học phổ thông Lê Xoay, tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Cùng đi có đại diện một số phòng ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Văn phòng huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, các đại biểu và giáo viên học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân đã được nghe thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy cô giáo cùng các em học sinh cả nước nhân ngày khai trường, đồng thời nghe ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân đánh giá những kết quả nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Năm học 2020-2021, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tập thể ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu năm học. Trong đó, điểm nổi bật là giữ vững kỷ cương, nề nếp dạy và học, chất lượng dạy và học được nâng lên, khuôn viên nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp, các phong trào thi đua đều đạt kết quả tốt. Cụ thể, số học sinh giỏi toàn diện 121/406 em, học sinh tiên tiến 205/406 em. Chất lượng đại trà với kết quả học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 năm học 2020-2021, nhà trường đứng thứ 5/30 trường trung học cơ sở trong toàn huyện. Học sinh giỏi các cấp có tổng số 48 giải, trong đó cấp huyện có 39 giải, cấp tỉnh có 9 giải. Đây là năm thứ 6 liên tục nhà trường giữ vững và phát triển về số lượng và chất lượng học sinh giỏi. Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi, kết quả các kỳ thi khác của trường năm học 2020-2021 được khối thi đua của huyện đánh giá là trường top đầu các trường trung học cơ sở trong toàn huyện. Trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, trường trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho chương trình dạy và học trực tuyến, học qua kênh truyền hình. Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Văn Huyến, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, biểu dương những kết quả trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân đã nỗ lực đạt được trong năm học vừa qua. Mong muốn các thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh nâng cao khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh tri thức và tự hoàn thiện mình. Trong năm học mới và những năm học tiếp theo, hy vọng nhà trường tiếp tục nỗ lực, cố gắng để gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa. Bước vào năm học mới với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các đồng chí yêu cầu việc tổ chức dạy và học năm học mới của nhà trường cần thực hiện triệt để, đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho thầy, cô giáo và học sinh. Các đồng chí chúc tập thể nhà trường năm học mới khí thế mới, gặt hái được nhiều thành quả mới. Tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Huyến, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời tặng lăng hoa của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lăng hoa của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chúc mừng nhà trường nhân lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã tặng lăng hoa của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chúc mừng nhà trường.